Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Tôi là Tùy Naku đây anh em ạ. Hôm nay thì tôi làm một series ARK Mobile cho anh em xem. Tại vì là tôi tối hôm qua là có livestream để mà chơi ARK Mobile server online, nhưng mà tôi đã quyết định nghỉ anh em ạ. Tại vì là chơi PvP thì cũng không xong, mà chơi PvE thì cũng toang. Đấy. Anh em nào xem livestream anh em sẽ biết là buổi livestream khá là dài. Thì tôi nhận thấy là tôi không hợp với server online, nên là thôi tôi không chơi nữa. Nhưng mà cũng không muốn bỏ rơi những fan ARK Mobile, tôi sẽ làm series offline anh em ạ. Thật ra thì tầm này tôi cũng không có ý tưởng gì với con game này, nên chắc là chơi lại thôi anh em ơi. Đấy, con game này bây giờ nó hết nước chấm anh em ạ. Hết nước chấm nhá. Ở đây chúng ta new game. New game anh em ạ. Ở đây thì tôi sẽ chơi Casual. Đấy, nó là chế độ có hình con gấu bông anh em ạ. Này là chết không mất đồ nhá. Kèm theo đó là cái độ khó, đó là hát. Đấy, độ khó hát. Ok, new game. Đây là cái chế độ có thể nói là đáng chơi nhất anh em ạ. Độ khó và chế độ đáng chơi nhất. Ok, bây giờ là tạo nhân vật. Bây giờ đang là ban đêm anh em ạ. Đâu nhỉ? Này, 4:15 nhá. Đây là đang là ban đêm, thành ra là tôi nhiều khi tôi nói chuyện nó cũng hơi gật gù anh em ạ. Kiểu nó có cái tí gì đấy gọi như là, coi như là nó bị buồn ngủ ấy. Anh em thông cảm. Nhân vật tất nhiên là Asuna đảm đang rồi. Tất nhiên luôn, Asuna đảm đang. Rồi. Đây là màu mắt, đây là độ dài của tóc. Thế thôi anh em ạ, tôi chỉnh thế thôi. Tôi là một người đã mua gót, nhưng mà tôi sẽ nói với anh em luôn là tôi sẽ chỉ xài gót trong cái trường hợp hợp lý mà thôi anh em hiểu không? Đấy, nói luôn với anh em là như vậy. Cái trường hợp nó hợp lý thì tôi xài, chứ không có coi như là xài một cách coi như là lạm dụng quá ấy. Đây tôi nói luôn với anh em nhá, cái gót này là cái gót này này, cái ổ khóa màu xanh này là không phải hack mod. Đây là tôi nói luôn cho anh em nào mà mới chơi ấy, tại vì nhìn cái ổ khóa màu xanh nhìn nó kiểu hack anh em ạ, nhìn nó giống như là thằng ấy hack game ấy. Đấy, không biết nhà làm game họ đã nghĩ cái gì mà khi họ thiết kế một cái bảng gót nhìn giống y như hack. Nhưng mà cái này là anh em sẽ mất 300, tôi không nhớ rõ, nhưng mà nó khoảng 350k anh em mua ở trong cửa hàng nhá. Mua ở trong này anh em ạ, 350k. Đấy. Tôi bỏ tiền ra mua nhưng không phải tôi hack. Đấy, tôi nói luôn đấy, tại vì nhiều ông kêu tôi hack, nó nhìn nó giống hack thật. Đấy. Có hình ổ khóa với chìa khóa anh em ạ. Thôi đi, bây giờ mới vào thì ôi giời ơi. Chơi đi chơi lại anh em ạ. Con game này giờ hết nước chấm rồi anh em ơi. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi hái cây. Ủa, cái gì vậy? Nó hiện ra cái hướng dẫn gì anh em ạ, rất là khó chịu nhá. À nó mất rồi anh em ơi. Mặc dù là tôi là người chơi newbie mà anh em, tôi mới tải game ngày hôm qua, nhưng mà tôi cũng có như là biết một số cái cách để mà chơi. Đấy, hy vọng là anh em nào mà chơi sau tôi thì anh em có thể là học hỏi được. Đấy, nói luôn với anh em là như vậy. Tôi newbie anh em ạ, mới tải game ngày hôm qua thôi. Hôm qua chơi xem online bị hành nhiều quá, bị lùa gà ấy. Nên là hôm nay rỗi chơi offline quay video cho anh em xem. Anh em nhớ like và đăng ký nhá. Tôi là newbie Tùy Naku. À, bây giờ con game này chơi như nào nhỉ? Mình newbie mới chơi anh em ạ. Giờ xem như nào. Rồi. Hiện tại thì trong cửa hàng thì nó tặng cho người chơi đó là cái
item là cái 50 cái mũi tên đá. Ông, đây là 50 cái mũi tên sắt nhá. Đây là tên sắt anh em ạ, không phải tên đá đâu anh em, đừng vứt. Cái tên sắt này là làm cũng hơi bị khó làm ấy. Nhưng mà nói thật với anh em, mình mới vào game ấy, mình nhận được cái 50 cái mũi tên này cũng chả được làm cái vẹo gì, tại vì là có cung sắt đâu mà dùng. Nó chỉ lấy vào đỡ nặng người thôi anh em, thế nên là tôi quyết định là vứt luôn. Rồi nhá. Đây là cái vị trí của tôi anh em ạ. Đấy, cái chấm nhỏ này là vị trí của tôi. Thì ở đây là có một cái cửa hang. Đấy. Hôm qua là tôi mới được các anh em hướng dẫn đi cái hang này rất là nhiệt tình. Hôm nay tôi đã biết đi, newbie mà anh em. Đấy, bây giờ là tôi đến đây và nhận được kinh nghiệm và đã lên được 2 cấp. Tôi sẽ tăng một điểm vào stamina, một điểm vào tốc chạy. Đấy. Vừa nãy thì tôi có hái được một ít trái cây ấy. Trái cây này sẽ giúp tôi ăn uống đầu game, bởi vì là đầu game thì chỉ có trái cây thôi, không có gì nữa anh em ạ, không có thịt hay là máu hay là bình thuốc gì hết. Tôi sẽ đi hái thơm đi anh em ạ. Rồi. Ôi mà công nhận nhá, hôm qua tôi chơi server online, tôi phát live cho mấy ông xem rồi. Nó lắc nó giật, mà hôm nay chơi một mình này nó mượt không? Không, thật sự luôn, hôm qua nó lắc rất là khó chịu, nhưng mà tại vì là tôi không nói gì thôi thì nó lắc lắm. Hôm nay là chơi một mình này, anh em coi nó mượt mà nuột nà, hiểu không? Hôm qua chỉ dám đỡ đồ họa lót mà, hôm nay là đồ họa gì anh em ạ? Hai đồ họa hai nhá. Nên tôi có thể đỡ lên epic nhưng mà thôi. Đang quay video không nên bố láo, không là là nó lại lắc. Đây, chúng ta sẽ vào trong cái hang này. Đấy, tôi vào đây là tôi sẽ vào setting và tìm cái mục tên là TG Save. TG Save nhá, nó là tidy save, anh em bấm vào anh em xác nhận. Đó, sau đó là anh em ok, anh em chạy đi tiếp cho tôi. Đấy. Ok. Cái hang này thì theo như là newbie tùy Naku thì auto đi bên phải anh em ạ, là chúng ta sẽ đến cuối hang và sẽ lấy được một cái phần thưởng, đó là anti-fake. À, sau đó chúng ta sẽ dùng cái phần thưởng anti-fake này để đổi lấy đồ xịn. Đấy. Có nhiều anh em hỏi tôi làm nào để kiếm đồ xịn trong cái game này, thì chúng ta có một cách duy nhất, đó là vào hang lấy anti-fake và đổi anti-fake ở ngoài cái trụ ấy để mà lấy đồ vip thôi. Đấy là cách duy nhất anh em ạ. Đổi đồ ở đâu thì tí nữa tôi sẽ đi đổi luôn. Đấy. Không nên, không phải tôi bịa nhá, nhưng mà có nhiều người hỏi kiểu họ lười, họ không thèm coi những cái video cũ ấy. Họ cứ coi như hỏi thẳng thôi. Đấy, tôi đang bị khát thì tôi sẽ húp trái cây cho nó. Ồ. Ủa, tôi nhớ ngày xưa là trái cây giúp cầm nước mà sao bây giờ nó không cầm nước ta? Tức là trái cây nhá, ngày xưa là trái cây nó sẽ không hồi nước. Nhưng mà khi mà ăn vào mà chúng ta đứng im ấy thì nó sẽ không mất nước nữa. Mà bây giờ đứng im vẫn mất nước anh em ạ. Này. Thôi chúng ta đi tiếp anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ đi sang bên phải và nhảy qua bên này. Vậy là tôi đang bị mất nước anh em ạ. Chúng ta sẽ đi thẳng và nhảy phát sang bên này luôn. Đi tiếp anh em ơi. Hang mà có khó đi ấy, anh em cứ xem video này của tôi là anh em thấy nó dễ vờ lờ ra. Đấy, chúng ta đi bên phải auto nhá. Thì nó sẽ đến một cái đoạn này. Đó. Từ nãy giờ tôi toàn đi bên phải anh em ạ, và bây giờ chúng ta nhảy qua thôi. Tôi sẽ ăn một ít trái cây. Đấy. Đó. Hợp lý không ạ? Tôi nhảy sang bên này thì chúng ta sẽ đến được cái này, nó chính là anti-fake. Chúng ta sẽ lấy nó và sau đó chúng ta sẽ tắm lava. Đấy, nhảy xuống đây. Vì là vừa nãy tôi nói rồi anh em ạ, chúng ta chơi không mất đồ, vậy nên là chúng ta khi mà tự sát như này là sẽ không mất đồ nhá. Cái artifact sẽ vẫn còn trong túi đồ. Đấy, tôi bây giờ tôi sẽ hồi sinh lại.
Hồ sinh ngay ở cửa hang thôi, nó sẽ nằm ở cái chỗ này. Ây da, hồi sinh ở đây là hơi xa rồi. Thôi anh em ạ, sau khi mà lấy được cái anti-fact này rồi thì kệ thôi. Bây giờ tôi đi làm nhiệm vụ tân thủ đây. Đấy, anh em thấy là trên góc phải màn hình là nó sẽ có cái nhiệm vụ. Mà ra thì tôi nói mấy cái này là chủ yếu là để cho mấy tập đầu anh em ở newbie, mà ông nào xem được thì mấy ông đi học thôi. Chứ còn anh em nào đây mà biết chơi cái game này rồi thì nói chung là nó cũng dị, cái là mấy ông biết chơi rồi mấy ông vẫn coi mấy cái hướng dẫn cơ bản này thì cũng cũng hơi buồn cười. Nhưng mà thôi anh em ạ, tôi nói để mà mấy ông nào mà newbie thì mấy ông xem thôi, bởi vì đây là mấy tập đầu mà. Newbie quan trọng nhất là mấy tập đầu anh em ạ, còn về sau thì mấy ông thích chơi như thế nào mấy ông chơi. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ tôi nói tiếp là đây, cái hệ thống nhiệm vụ con game này thì nó cũng khá là khốn nạn, tại vì nó không có tiếng Việt anh em ạ, chỉ có vậy thôi. Đấy, muốn xem nhiệm vụ anh em mở ba lô lên và nó sẽ có cái phần nhiệm vụ ngay dưới cái ba lô. À, bây giờ là game nó yêu cầu tôi mới vào là đi kiếm gỗ anh em ạ. Tất nhiên chúng ta sẽ đấm cây à, như một thằng điên. Sau khi mà đấm lấy gỗ xong thì nó yêu cầu chúng ta lấy 10 thách. Rồi chúng ta lại đấm cây tiếp. Tôi sẽ đỡ cái góc nhìn này cho nó dễ nhìn anh em ạ. Đấy. Đấy, tôi sẽ đi nhặt viên đá mà craft được cái này. Nhiệm vụ đầu tiên là làm cái rìu. À, cái này tôi gọi là cái cúp anh em ạ. Cái rìu nó khác. Rồi. Đó, sau đó là cầm cái này lên. Nhiệm vụ tiếp theo là vào trong menu. Đấy, chúng ta mở bộ ba lô lên, chúng ta vào trong phần enra mà chúng ta học cái bóp lửa anh em nhá. Ở đây tôi sẽ học luôn cái rìu đá. Đấy, cái này là cái rìu đá, còn cái vừa nãy tôi làm là cái cúp đá. Đó. Bây giờ là game nó yêu cầu tôi đi hái 30 loại trái cây bất kỳ. Rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ phải đi hái trái cây. Đấy, hái xong thì game nó lại yêu cầu chúng ta đó là đớp trái cây, à, đó là chúng ta ăn. Đấy, sau khi mà ăn xong thì nó bắt chúng ta đi uống nước. À, bố tổ cái nhiệm vụ uống nước thì anh em chỉ cần đó là ra ngoài biển thôi. Chúng ta lại lên được một cấp thì tôi sẽ tăng quay là tăng cái cân nặng, à, cái sức chứa anh em ạ. À, anh em nào mới chơi lưu ý nhé, tôi sẽ nói qua về cái bảng nâng level này. Anh em tăng vào máu là anh em sẽ trâu hơn, stamina là thở lực. À, nếu mà anh em hết thở lực thì anh em sẽ không chạy nhanh được, không nói chung là bị yếu ấy. Nó giống như ngoài đời anh em mà bị mệt là anh em sẽ bị này bị nọ ấy. Đây là cái nó giống như kiểu mana anh em ạ, nó là stamina, nó là thở lực. Oxygen để mà khi mà anh em lặn xuống nước thì anh em sẽ có thở là bơi ở dưới nước. Không đúng anh em, cái này là khi mà anh em lặn ở dưới nước thì oxy gen càng cao thì lặn càng lâu, nếu mà hết oxy thì anh em đít. Còn cái này là food và whey, cái này là food và nước thì hai cái này nó là cái chỉ số không biết phải giải thích như nào. Nói chung là hai cái chỉ số này thì ít khi nâng lắm anh em ạ, bởi vì là nâng cái này lên tức là anh em sẽ chống đói và chống khát hơn. Nhưng mà ít khi mà nâng mấy cái này. Còn cái này là quay, cái này là sức chứa anh em. Nhiều anh em mới chơi là sẽ nghĩ là tại sao mà mình đi chậm hay là tại sao mình không mang được nhiều đồ là phải nâng cái sức chứa này lên, nó tên là quay. Còn cái này là damage. Cái này thì nó sẽ tăng cái sát thương của anh em, nhưng mà nó chỉ tăng đối với khi mà anh em cầm vũ khí cận chiến, ví dụ như là rìu cúp sắt
Không, không phải cúp sắt nhá, mà miễn là anh em cầm cái gì cận chiến, cầm súng là sẽ không được tăng. Đấy, cái này là nó sẽ tăng cho cận chiến. Ok, còn cái này là speed thì nó sẽ tăng cho tốc độ chạy. Còn cái này là cái điểm chống chịu thời tiết anh em ạ. Anh em bị nóng hay là lạnh thì cái điểm này anh em sẽ tăng lên khoảng 30 điểm hoặc là 40 điểm cũng được. Còn cái cuối cùng là cái crafting, cái craft speed này thì nó là cái tốc độ anh em chứa đồ, nhưng mà nó chỉ là tốc độ chứa đồ của người thôi, còn anh em chứa đồ ở trên thú hay là trên bàn là nó sẽ không được tăng. Nói chung là cái này anh em nâng 1-2 điểm thôi. Rồi anh em hiểu rõ chưa ạ? Đấy, bây giờ tôi sẽ nâng vào quay tăng sức chứa lên. Bây giờ là game nó yêu cầu mình đi làm một cái bóp anh em ạ. Một cái bóp là cái tôi vừa học đây. Đây này anh em xem này, cần 8 thách, 1 flint, 10 đá và 2 gỗ. Rồi. Mượt mà nuột nà như này, ai như hôm qua anh em, hôm qua khổ lác ối rồi ôi. Rồi. Tôi còn thiếu đó là 10 viên đá. Rồi. Rồi xong rồi anh em ạ, à, tôi làm cái bớp. Và sau đó chúng ta sẽ đặt ra. Đấy anh em mở lên, anh em cho gỗ vào nó sẽ cháy. Rồi được thêm 75 kinh nghiệm anh em ạ. À. Bây giờ là game nó yêu cầu mình đi giết một con nào đấy. Cụ thể là con Dodo, chúng ta giết để chúng ta lấy thịt. Để mà chúng ta cho vào trong này nướng thịt là xong hết cái nhiệm vụ này luôn đấy. Đây là cái nhiệm vụ cuối rồi. Để tôi tìm xem. Anh em có thể mở bản đồ lên, nó sẽ có cái vòng bo để đi tìm con Dodo nhá. Hồi nào để xem nạn nhân đầu tiên là như nào đây. Đâu rồi? Trốn đâu rồi? À đây anh em ạ. Tội nha. Sorry nhá. Anh em đập nó như cái máy luôn mà nó không dính nhỉ. Ở nó đi rồi. Sau đó là anh em mổ xác nó lấy cái da thôi. Rồi anh em à lấy thịt anh em đem lại nướng lên thế là xong. Rồi. Cái nhiệm vụ giết con Dodo này là hơi bị khốn nạn nhá. Nhiều khi anh em tìm mãi không được con nào để mà anh em giết lấy thịt đâu. Nếu anh em không tìm được Dodo, anh em có thể giết mấy con bé khác nhá. Hoặc là nếu mà anh em nào may mắn mà mới chơi đầu game mà kiểu như là gặp được một cái con to to có tên là Titan ấy, anh em giết con đấy cũng được. Nếu mà giết con đấy lấy thịt của nó cho vào trong bóp thì sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn khi mà làm nhiệm vụ này nhá. Lên khá nhiều cấp ấy. Rồi xong. Xong rồi anh em ạ, à, chúng ta đã có coi như là thịt nướng miếng thịt đầu đời. Đấy. Ăn luôn. Đây là hết, đây là xong toàn bộ chuỗi nhiệm vụ tân thủ nhá. Đó là toàn bộ nhiệm vụ đầu game thôi, chúng ta làm xong là được. À, tôi lên level 5 thì tôi sẽ tăng vào máu anh em ạ. À. Đấy, còn đối với anh em nào mua gót giống tôi là xong cái nhiệm vụ này là anh em có thể là xài được cái này nhá. Mua gót xong thì phải làm nhiệm vụ tân thủ nó mới cho xài cái này. À không anh em ạ. Cũng không hẳn là như vậy, tức là cái gót này anh em mua về là không phải lúc nào cũng xài được. Nó sẽ xài được khi anh em không có làm nhiệm vụ nào hết, còn đang làm nhiệm vụ là không xài được cái này. Với lại là khi đi vào trong hang ấy thì anh em cũng không xài được cái gót này, trừ khi là anh em làm xong cái nhiệm vụ đổi anti-fake. À cái nhiệm vụ lấy anti-fake. Nhiệm vụ lấy anti-fake nó chính là cái nhiệm vụ anh em vào trong hang lấy anti-fake rồi sau đó anh em đem anti-fake ra ngoài cửa hang. Nhiệm vụ này cũng sẽ cho anh em rất nhiều kinh nghiệm.
Tại vì ở đây là có một cái hang rồi, trong game này tổng cộng là có 6 cái hang. Thì ở đây là một cái hang này là cái hang dỡ coi như là dỡ đi nhất tại vì nó ngay bờ biển à. Thì bây giờ chúng ta đã có anti-fact thì chúng ta chỉ cần đi vào trong hang để cho nó kích hoạt nhiệm vụ, sau đó chúng ta lại đi ra ngoài. Thế là xong. Đấy, anh em thấy nhiệm vụ không? Đấy, nhiệm vụ nó tự mở khóa khi anh em vào hang nhá. Và bây giờ nó đang mở nhiệm vụ rồi. Tôi đã có anti-fact và tôi đi ra ngoài. Cái trò này chính là cái trò tôi dạy anh em khoảng, cũng phải khoảng 2 năm trước ấy nhỉ. Ừ. Đấy, chúng ta chỉ cần đi ra đi vào và sẽ được hai level nữa, rất bố đời. À, tôi sẽ tăng vào tốc chạy, tăng vào stamina level 7 anh em ạ. Rồi, còn chuyện bây giờ thì tôi sẽ đi tự sát anh em ạ. Rồi, tôi sẽ đi đổi anti-fact luôn. Kiếm cây nỏ anh em ạ. Nếu mà anh em chơi cái chơi một mình ấy, giống tôi ấy, anh em hạn chế bỏ đi những cái mà anh em không dùng nhá. Cái bớp này là tôi chỉ xây để làm nhiệm vụ thôi, nhưng mà chứ tôi không có dùng đến. Nếu mà không dùng thì tôi xóa đi cho nó nhẹ game anh em ạ. Xây vớ va sớ vớ vẩn, xây nhiều linh tinh là nó lắc game ấy. Tôi xóa luôn. Rồi chết vẹo luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ hồi sinh qua ở chỗ này. Ôi giời. Hôm qua anh em ạ, à, quý hóa quá cho được ba cái bình stamina. Đấy, anh em thấy cái trụ này không? Nó là cái trụ màu đỏ to to ấy, nó bay ở trên trời thì anh em qua đấy là anh em có thể đổi cái artifact lấy đồ xịn. Ôi, nhưng mà thật ra cái tập này thì nói chung là anh em nào newbie thì xem thôi chứ còn đấy, mấy anh em newbie như là tôi thì xem thôi chứ anh em nào biết chơi rồi thì vào coi như là like phát rồi cút luôn chứ cần xem làm gì nữa đúng không? Tôi cũng đang kiểu bí ý tưởng cái game này chả biết giờ làm gì. Bởi vì là có nhiều anh em thích con game này nhưng mà nó lại không có máy tính để chơi ấy. Thậm chí là có máy tính là một chuyện mà còn phải bỏ tiền ra mua game nữa anh em ạ. Con game này chơi điện thoại free nhưng mà chơi máy tính có tính tiền nhá. Nên là bây giờ mà tôi kiểu mà chuyển sang làm ARK máy tính luôn thì cũng được thôi, nhưng mà đối với anh em nào chơi ARK Mobile chơi điện thoại thì nó cũng nói sao nhỉ? Kiểu như là luôn luôn sẽ có những cái thành phần cho rằng là bản mobile hay hơn nhá. Tôi chắc chắn, còn sự thật đó là mấy bố không có máy tính để chơi, nói thẳng là như vậy. Game tôi rất là hay gặp những cái thành phần có nhà mở miệng ra một phát là nói cái kiểu như là gì em thấy là bản mobile hay hơn máy tính rồi này nọ văn vở nói chung là bênh cho rằng là bản mobile hay hơn nhưng mà thực tế là mấy bố không có máy để chơi nên là mấy bố cứ khen bản mobile thôi chứ còn mấy bố mà có máy tính xem nào đấy đây là nói trắng ra là như vậy. Thì bây giờ đây tôi cũng coi như là bỏ hẳn bản mobile thì nó cũng anh em cũng buồn nên là thôi. Tôi thì tôi cứ làm video đăng lên nhưng mà thật ra thì bí tưởng anh em cứ chơi đi chơi lại tôi đã thử sức với server online nhưng mà nó không hợp. Tôi cũng gà anh em, tôi là newbie mà, tôi gà lắm, thế nên là thôi anh em ạ, bây giờ lại quay vào làm video như này. À, sắp tới trụ đỏ rồi anh em ạ. Tôi không biết là trời tối như này anh em có nhìn thấy gì không nhá, nhưng mà tôi nhìn rõ nhá.
Đây anh em có thể tăng độ sáng màn hình lên để anh em xem. Đấy, đi vào đây nó sẽ có một cái đường để chúng ta đi vào trung tâm cái trụ đỏ. Tối thật, đúng cái đoạn này tối thật anh em ạ, chả thấy cái vẹo gì luôn. Tôi có thể làm cái đuốc đấy nhưng mà thôi chạy một mạch cho nhanh. Cái này không 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 ấy được nhỉ. Đang có cái artifact chân người nó không cho tôi xài lệnh anh em ạ. Bố con game. Đây anh em ạ, tôi đến trụ đỏ rồi. Khi mà đến trụ đỏ ấy nó sẽ có một cái nhiệm vụ nó hiện ra, đó là cái nhiệm vụ đổi artifact. Anh em chỉ cần đó là anh em vào trong phần ba lô nó có nhiệm vụ. Đấy, anh em thấy cái hình artifact không? Anh em tích vào, anh em start là nó sẽ kích hoạt cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ này nó cho anh em cái gì? Nó sẽ cho anh em một ít kinh nghiệm, ngoài ra chả có gì nữa anh em ạ. Đấy. Trước khi mà tôi đổi thì tôi sẽ lưu game lại anh em ạ, để mà chúng ta săn ra được món đồ ngon. Tại vì đồ chúng ta đổi được sẽ gacha, có thể sẽ là đồ đẻo hoặc là đồ ngon. Thì anh em cứ thoát ra nhá. Anh em xuống dưới Manegesa về Zata, anh em bấm vào anh em lưu lại. Ở đây phải giải thích với anh em, sa ve có nghĩa là lưu game, còn cái chữ màu đỏ delete ấy, delete là xóa, còn cái chữ ở giữa restore tức là anh em sẽ khôi phục lại cái save game. Đây, bây giờ tôi lưu rồi, tôi sẽ vào chơi tiếp anh em ạ. Hôm nay là phải làm ngay cái series mobile. Hôm qua là tôi tuyên bố là tôi không chơi server online nữa, nhiều anh em kiểu comment trên kênh chat buồn á. Nhưng mà hôm nay làm series offline vậy. Đây bây giờ tôi vào game rồi, tôi sẽ tích vào cái artifact rồi. Anh em thấy chữ chibute không? Tức là anh em đổi đồ đấy. Còn cái chữ bên cạnh đi cát là vứt đồ đấy anh em ạ. Đối với cái artifact mà anh em vừa lấy từ cái hang vừa nãy là tên là hang lava nhá, thì anh em sẽ săn cho tôi lấy cây nỏ sắt tầm 650 đam, độ bền khoảng 1.000 là được rồi. Ở đây thì nó chỉ được 400 anh em, tôi sẽ thoát ra restore lại. Còn anh em nào muốn săn mắc mắc chỉ số thì anh em có thể săn lấy cây nỏ sắt tầm 700 đam và độ bền là 1.700. Nhưng mà tôi khuyên anh em là đừng có săn mắc chỉ số anh em ạ, tại vì là mắc chỉ số rồi đỡ làm cái gì. Mắc chỉ số nó sẽ là tốt nhất nhưng chúng ta không mắc chỉ số chúng ta vẫn chơi tốt được cái game này. Anh em hiểu không ạ? Nên là đừng cố gắng săn mắc chỉ số. Hiểu không? Đấy, bây giờ tôi sẽ bấm restore và xác nhận và sau đó chúng ta sẽ vào lại. Đấy, chúng ta lại quay lại cái đoạn chúng ta lưu game mà chúng ta sẽ lại Chibute tiếp. Đây tôi phải giải thích với anh em nào mới chơi là nó có một cái bình ấy. Cái bình này chúng ta sẽ nhận được khi đổi artifact. Đó là cái bình này. Nó một cái hũ mà có cái màu tím tím như này. Nói chung tôi hay gọi đây là bình X10 tem minh. Thì cái bình này khi mà cho thú ăn, lúc mà đang cho nó ăn thức ăn ở tem nó ấy, là nó sẽ tem nhanh gấp 10 lần. Cái bình này chỉ có thể lấy trong hang, hoặc nếu anh em vào trong cửa hàng mua thì nó sẽ có một số cái khác. Ví dụ như là cái này mua bằng 45 amber sẽ cho thú ăn nhanh gấp 15 lần, nhưng mà là phải mua mới có. Còn cái này chỉ gấp 3 lần thôi anh em, nhưng mà cũng phải mua mới có. Nó là một cái thìa. Vậy bây giờ chúng ta cứ ao ra vào lại, chừng nào mà lấy được cái món đồ chúng ta muốn lấy. Tôi không cần mắc chỉ số, tôi chỉ cần một cây nỏ tầm 600 đam được rồi. 650 đam. Độ bền khoảng 1k là được rồi. Còn nếu anh em nào may mắn mà đổi được cây súng có tên là súng long nách nhá, mà có chỉ số 2.000 sát thương, 1.000 độ bền thì anh em giữ luôn. Đấy. Còn cây nỏ thì anh em chịu khó đi hang lại một lần nữa. Tại vì cây súng long nách ngon nhưng mà
Đầu game thì chúng ta không cần đến súng tại vì không làm được đạn. Đầu game thì chúng ta xài cây nỏ thì có thể là chớ được mấy cái mũi tên thì vẫn dùng được. Vận may hôm nay có vẻ như là không ngon rồi, không giòn đâu anh em ạ. Nói chung là tôi cũng sẽ cố gắng mỗi ngày làm một video anh em ạ, ra đều đều cho anh em xem. Ôi mẹ. Anh em biết gì không? Ở đây có cây súng shotgun 483 đam là gần như là mắc đam anh em ạ. Cái cây này mắc đam là gần 500 đam đấy. Cái cây shotgun này này. Nhưng mà độ bền cây này mà mắc thì nó sẽ rơi khoảng hơn 5.000 độ bền nhá. Ở đây tôi chỉ được 2.200 độ bền thôi. Nhưng mà tôi khuyên anh em là không nên săn cái cây súng shotgun này, bởi vì là súng shotgun này nó yếu. Chúng ta lấy cây nỏ hoặc là may mắn lấy được cây long neck là ngon rồi. Cây long neck tôi nhớ là mắc đam là 2.115, độ bền là một hơn 1.000. Nhưng mà bình thường anh em lấy 2.000 là được rồi. Vận may như này thì có khi là để tôi up video tập này đi. Tôi up tập này luôn rồi tập sau đổi được đồ ngon rồi chơi tiếp anh em ạ. Chứ đổi như này thì nó lại cứ không ra ấy. Ừ. Bây giờ mấy giờ rồi? 4 giờ 46 anh em, gần 5 giờ sáng rồi ạ. Thôi được rồi anh em ạ, tôi đổi không được đồ ngon thì đỡ tập sau tôi chơi tiếp anh em ơi. Bye anh em nhé. Đấy, chúng ta cứ đổi lấy đồ ngon rồi chúng ta sẽ chơi tiếp. Bye bye anh em. Nhớ like đăng ký nhá. Thank you anh em đã xem video.